Chào Khảo, xin chào các bạn, mình là Vân Anh. Trong tiếng Trung, hu rán và thu rán đều có nghĩa là bỗng nhiên, đột nhiên. Tuy nhiên, cách sử dụng của hai từ này lại không hoàn toàn giống nhau. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau phân biệt và học cách sử dụng của hai từ này nha. Thứ nhất là về điểm giống nhau, thì hai từ này đều có thể làm phó từ, đứng trước động từ, tính từ hoặc một phân câu. Lưu ý là nếu trong câu có các phó từ như khẩn, phê tráng, yếu tiện, chịu, thì hu rán và thu rán phải đặt trước các phó từ này. Ví dụ, Tha chăng yào chu chị, thu rán xia chỉ là ta yu. Hoặc Tha chăng yào chu chị, hu rán xia chỉ là ta yu. Anh ấy đang định ra ngoài thì đột nhiên mưa to. Hay Wo thu rán phi chẳng xiang gia. Wo hu rán phi chẳng xiang gia. Tôi đột nhiên nhớ nhà vô cùng. Hay Tha thu rán chiều bảo chi lái lọ. Tha hu rán chiều bảo chi lái lọ. Anh ấy đột nhiên liền chạy vào trong. Hoặc Chín thiên thiên chỉ thu rán rửa chỉ lái lọ. Chín thiên thiên chỉ khu rán rửa chỉ lái lọ. Hôm nay thời tiết bỗng nhiên trở lạnh. Hoặc Tăng sứ vừa chẳng khai trưa truy sẵn ban. Thu rán ý liang ta khả trưa trọng là khung tân. Tăng sứ vừa chẳng khai trưa truy sẵn ban. Khu rán ý liang ta khả trưa trọng là khung tân. Lúc đó tôi đang lái xe đi làm. Đột nhiên một chiếc xe tải vừa đèn đỏ. Thứ hai là về điểm khác nhau. Thì khu rán có nghĩa là đột nhiên, bỗng nhiên, chỉ có thể làm phó từ và đứng trước tính từ, động từ, hoặc một phân câu. Ví dụ, Wo khu rán phi chẳng xiang hui jia kan phụ mụ. Wo khu rán phi chẳng xiang hui jia kan phụ mụ. Tôi bỗng nhiên vô cùng muốn về nhà thăm bố mẹ. Hoặc, Cung treo trưa, khu rán thiếng là xa lái, yuán lái sư khúng tân liang lọ. Cung treo trưa, khu rán thiếng là xa lái, yuán lái sư khúng tân liang lọ. Xe buýt đột nhiên dừng lại, hóa ra là đèn đỏ. Trong hai ví dụ trên thì mình hoàn toàn có thể thay thế khu rán bằng thu rán. Vì thế thu rán vừa có thể làm phó từ, vừa có thể làm tính từ. Cho nên thu rán được vận dụng linh hoạt hơn ở trong câu. Thứ nhất, khi thu rán làm phó từ thì cũng giống như khu rán, có thể đứng trước động từ, tính từ hoặc một phân câu. Ví dụ, 我正在看电视, thu rán thính điện lọ. 我正在看电视, thu rán thính điện lọ. Tôi đang xem TV thì đột nhiên mất điện. Hay, 我正在家里看书, 突然电话响起来了. 我正在家里看书, 突然电话响起来了. Tôi đang đọc sách trong nhà thì đột nhiên điện thoại kêu lên. Và thứ hai, thu rán khi làm tính từ thì có thể đứng sau các phó từ như khẩn, phê tráng, yếu tiện, bụ. Và trong trường hợp này thì khu rán không thể thay thế được. Ví dụ, 这个事情很突然. Chuyện này rất đột ngột. Hoặc Tha lái tợ khẩn thu rán. Tha lái tợ khẩn thu rán. Anh ấy tới rất đột ngột. Và thứ ba, thu rán khi làm tính từ có thể làm định ngữ để làm bổ nghĩa cho danh từ. Trong trường hợp này thì khu rán không thể thay thế được. Ví dụ, 这个突然的消息让人很意外. 这个突然的消息让人很意外. Tin tức đột ngột này khiến mọi người rất bất ngờ. Hay 这只是突然的想法. 这只是突然的想法. Đây chỉ là ý tưởng đột ngột thôi. Và như vậy là chúng ta vừa cùng nhau phân biệt hai từ khu rán và thu rán. Hy vọng sau bài học này các bạn đã nắm vững được cách sử dụng cũng như điểm giống và khác nhau của hai từ trên. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo. 今天就到这吧. 谢谢大家. 再见.